Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 5 tuyên phạt hai người đàn ông đến từ Đà Nẵng là Hồ Ngọc Tài 34 tuổi và Trần Ngọc Hoàng 40 tuổi tù chung thân vì tội cướp số tiền điện tử trị giá hơn 37 tỷ đồng. Tòa cũng tuyên phạt 14 bị cáo khác từ 9 đến 19 năm. Trong đó có hai cựu tướng công an là Nguyễn Quốc Dũng, 43 tuổi và Nguyễn Anh Tuấn, 31 tuổi, lần lượt 17 năm tù và 12 năm tù. Ngoài ra, tòa tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường 18,8 tỷ đồng cho người bị hại. Hiện tại, các loại tiền điện tử như Bitcoin không hợp pháp tại Việt Nam vì luật pháp không chấp nhận tiền điện tử như một loại tiền tệ hoặc một phương thức thanh toán. Tuy nhiên, các bị cáo đã chuyển đổi thành công số Bitcoin bị đánh cắp thành 18,8 tỷ đồng nên phải bồi thường số tiền này cho bị hại. Theo cáo trạng, năm 2018, Hồ Ngọc Tài đã bán 1.000 Bitcoin trị giá hơn 100 tỷ đồng sau khi nghe lời khuyên của Lê Đức Nguyên để đầu tư vào các loại tiền điện tử khác trên các sàn giao dịch quốc tế. Tuy nhiên, khoản đầu tư của Hồ Ngọc Tài bị thua lỗ đáng kể khiến anh ta tin rằng mình đã bị Nguyên lừa và muốn được bồi hoàn. Vào tháng 5 năm 2020, Hồ Ngọc Tài, kẻ chủ mưu của vụ án, đã tranh thủ sự giúp đỡ của một nhóm 15 người để lập kế hoạch đánh cắp tiền điện tử từ Lê Đức Nguyên. Cả nhóm sử dụng thiết bị theo dõi GPS để theo dõi nhất cử nhất động của Nguyên. Vào đêm xảy ra vụ cướp ngày 17 tháng 5, một thành viên đã cố tình đâm xe máy của mình vào ô tô của Nguyên trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Sau khi Lê Đức Nguyên ra ngoài để kiểm tra tình hình, các thành viên khác đã bắt cóc anh ta, ép anh ta vào một chiếc xe tải. Các thành viên khác ép vợ con của Nguyên lên xe khác, dùng kim tiêm đe dọa vợ con để buộc Nguyên chuyển 168 Bitcoin trị giá 37,1 tỷ đồng cho Hồ Ngọc Tài. Nhóm này cũng ép Nguyên liên lạc với anh trai của mình để yêu cầu chuyển 1.000 Bitcoin ban đầu cho Tài nhưng không thành công. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo dùng vũ lực ngay tức khắc khiến bị hại tê liệt ý chí để cướp tài sản và bán đổi sang tiền Việt Nam đồng, nên hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội cướp tài sản. Bị cáo chiếm đoạt 3 điện thoại, camera 45 triệu đồng và 18 tỷ đồng tiền quy đổi từ Bitcoin nên phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 4 điều 168 về tội cướp tài sản. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố đúng người đúng tội. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.